110 dB nó gấp 100 lần so với 100 dB. Nhớ ha. Nói bậy. 110 dB nó gấp 10 lần 100 dB. Xin lỗi các bạn. Hello anh em. Video này mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc micro không dây vô cùng độc đáo và vô cùng đẹp đó là con Saramonic BlinkMe B2. À, đây là một chiếc mic không dây có hai cục phát và một cục nhận đến từ Saramonic và nó được làm ra dành cho những ai đang làm content creator nè, làm vlogger nè, đi du lịch nè, nói chung là những thứ mà các bạn đang cần cải thiện âm thanh hàng ngày. Đấy, các bạn thấy, thấy không? Và một yếu tố quan trọng nữa là nó cực kỳ cực kỳ đẹp và có tính cá nhân hóa cao. Bạn có thể xài với app. À, xài với app và có thể gắn luôn cả logo của mình lên trên cái màn hình touch screen hiển thị của nó. Đảo các bạn. Rồi, bây giờ khui hộp và trải nghiệm nó thôi. Hey, World, uh, Trước khi mà khui hộp con này thì mình sẽ cũng chia sẻ với các bạn luôn là mình nhận được hai phiên bản, một á là phiên bản dành cho báo chí, các anh em media là một cái hộp bự như thế này. Và đây là phương bản thương mại sẽ bán ra. Về giá của phiên bản thương mại thì nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng 6 triệu rưỡi. Và tất nhiên các bạn biết rồi, chúng ta có một group mini studio. Và nếu như các bạn đăng ký cái group này thì điều cho con Saramonic link B2 này. Nó sẽ thấp hơn rất rất là nhiều. Link thì mình sẽ để dưới phần mô tả ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp là đây là phiên bản dành cho báo chí này các bạn. Đây là phiên bản báo chí thì nó sẽ có một cái hộp như thế này. À, đây là phiên bản hàng sample rồi. Còn đây là phiên bản thương mại. thì khi các bạn mua hàng thương mại thì nó sẽ không có cái hộp này và cái hộp này nếu như các bạn mua ở trên uh, Lazada hay là Shopee đó, thì nó sẽ có giá khoảng đâu vài trăm ngàn đó. Mình nhớ không rõ là ba bốn trăm ngàn gì đó. Rồi thì bên trong, bên trong của chiếc saramonic blink b 2 nếu các bạn mua phim cụ phiên bản báo chí phiên bản này chỉ có tặng thôi chứ không có bán thì nó sẽ có hai cục phát một cục nhận và một cái chỗ để uh, phụ kiện Đúng rồi nhưng mà chúng ta sẽ không sử dụng phiên bản của báo chí này để bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phiên bản hàng thương mại đi để cho chúng ta biết và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khui thử cái phiên bản hàng thương mại này coi nó sẽ như thế nào ha à, dễ khui mà khui bằng tay được mà các bạn thấy không trên cái hộp này nó sẽ có hiển thị cho các bạn rõ ràng là hai chiếc mic uh, có hai cái màn hình ha và một cái cục nhận ở đây làm cho kết nối được với lại cái camera và đeo rất là thời trang và những cái mô tả cơ bản của nó ở đây và có luôn cả cái uh, bên trong cái hộp này có gì các bạn có thể nhìn thấy có là nhiều thứ ở đây rồi bây giờ thì khui uh, ra nè sẽ có một cái hộp giấy nữa. À, mặc dù họ không tặng cái hộp cứng nhưng mà họ có một cái hộp dành cho phiên bản thương mại rất là đẹp các bạn. Ok, đây, phiên bản dành cho thương mại nó sẽ là một cái case, mình nghĩ là nó gọn nhiều hơn cái hộp và dễ mang đi hơn khá là nhiều còn đây là hướng dẫn sử dụng mình nghĩ các bạn nên giữ cái hướng dẫn sử dụng này lại vì nó cũng khá khá là khó cho các bạn nào mò ban đầu tại vì nó sẽ là màn hình cảm ứng mà cho nên là chúng ta nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng bên trong này có hai miếng sticker mình chả dùng hai miếng sticker này bao giờ mình dùng để đánh dấu rồi đây là hướng dẫn sử dụng. Và theo như bên phân phối nói với mình á. Thì phiên bản sắp tới mà các bạn mua phiên bản thương mại á. Nó sẽ là phiên bản có tiếng Việt luôn. <laughs> có tiếng Việt luôn. Còn hiện tại phiên bản mình đang cầm ở đây là, là phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Đây. Rất là dễ. À, đây, hướng dẫn sử dụng đây. Không? Các bạn thấy không? Đó. Và các bạn nên giữ lại còn đây là một hướng dẫn sử dụng khác để cho biết được là những cái thông số kỹ thuật và các nút bấm của con Sarah Monique ở trên đây. Đấy không? Đấy. rồi nhớ giữ lại nha, đó thôi. Chúng ta sẽ nói về nó. Bây à, giờ mình khui con này ra đã. Ừ. OK OK khá đẹp khá đẹp họ tặng cho mình một cái cục này là gì đây là cục holder đây là cục holder của cái điện thoại OK rồi có cái holder này thì để chúng ta kẹp cái điện thoại vào sau đó chúng ta kẹp cái mic của chúng ta lên cái điện thoại cái holder này, đó, bỏ qua cái holder này một bên. Đó, đây là cái mic của chúng ta. Có thấy không? Rất là đẹp. Có nhiều người bảo là nó sẽ hơi to hơn so với những gì họ mong đợi. Ok? Mình chưa có cái trải nghiệm đó, cho nên là mình không thể nói chia, chia sẻ với các bạn chính xác là to hơn thì nó có bất lợi hơn cái gì hay không. Tại vì bản thân mình khi đi đâu cũng dùng nhiều đồ rồi. Rồi trên đây chắc là sẽ bộ phụ kiện. Rồi, đây, đây là một thứ mà mình nghĩ là nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ tốt hơn cái bảng báo chí mà mình đang có đằng kia. Đó là cái bộ phụ kiện các bạn thấy không, xếp rất là gọn. À, đây là những cái miếng 500, à những cái miếng 500. Đây. Họ cho chúng ta bốn miếng 500 nhỏ này thì những miếng 500 trăm nhỏ này các bạn thấy không để làm cái gì các bạn chắc lắm đấy đừng đùa đâu ví dụ như các bạn gắn lên trên áo như thế này về đúng không đấy. các bạn thích lên thì nó sẽ gọn ở trên cái áo của chúng ta chúng ta có thể kéo đi đâu thoải mái rất là đẹp rồi mình khá thích đây bốn miếng này lực để sơ cua lỡ có mất thì cũng có cái mà thay rồi ngoài ra thì nó cũng có những cái miếng 500 dành cho kẹp nếu như bạn nào sợ mà mình vận động á mà nó có thể rớt á thì đây nó sẽ có 500 kẹp cái 500 kẹp đây các bạn thấy không đây là 500 kẹp nó sẽ có cái kẹp đây là đây là cái kẹp và cũng giống như vậy chúng ta sẽ hít vào và sau đó là chúng ta sẽ kẹp lên trên kẹp lên trên áo hoặc là kẹp bất kỳ đâu mà chúng ta thích rồi một trong những cái khác nữa đó là nó sẽ có một cái kẹp mà trên đây nó có cái ngàm côn su kẹp không phải cái kẹp xin lỗi các bạn một cái miếng một cái miếng hết mà nó có ngàm côn su à cái miếng hít này để làm gì các bạn sẽ thấy là trên cái cục nhận này nè nó sẽ có một cái lỗ sạc thì khi mà các bạn tháo cái này ra các bạn gắn cái ngàm này lên các bạn gắn cái ngàm nhận lên nó sẽ có một cái cái lỗ lõm này thấy không cái lỗ lõm này nè để nó thích ứng ngay vô chỗ, cái cục sạc này Đó. rồi như này rồi và ở đây nó sẽ có một cái màn hình thì để chúng ta gắn lên trên máy ảnh giống như chúng ta gắn lên trên cái cục này nè rồi và khi mà một cục khác nếu như các bạn không dùng thì các bạn cứ để trên đây bản thân cái cục nhận này nó cũng đã có pin và pin nó rất là nhiều pin nó xài được 24 tiếng còn đối với lại cục phát nếu như các bạn xài chất lượng cao nhất các bạn có thể xài được đâu đó khoảng đâu đó khoảng chừng 8 tiếng và khi các bạn gắn lên trên cục nhận thì nó sẽ tự động sạc cho cục phát cho nên là nếu các bạn xài các bạn có thể xài hai cục riêng ra hết cục này các bạn lấy ra các bạn gắn cục còn lại lên không phân biệt là bạn sẽ gắn ở đâu nha, không phân biệt là bạn sẽ gắn nó ở chỗ nào chỉ cần gắn lên là được đó. rồi còn khi muốn sạc pin đúng không, mở ra chấm sạc. Hôm qua mình đã có sạc thử trong cái uh, bản dành cho phiên bản của báo chí á. thì mình thấy nó sạc khá nhanh. hai cục tất cả những cục này đều hết sạc pin hết và nó sẽ sạc được trong đó khoảng chừng hai uh, mươi phút là mình đã có thể có được khoảng 40% pin và với 40% pin nó có nghĩa là mình có thể xài trong khoảng từ 3 đến 4 tiếng một con số ấn tượng ha rồi bây giờ thì mình sẽ sạc pin lên và mình chia sẻ cái phần tiếp theo đã rồi sau khi mình đã tháo ra mình sạc pin thì mình kết nối điện thoại luôn luôn đây đây các bạn thấy đây đó đó các bạn thấy không mình đã đổi cái giao diện sang cái của cái gương mặt của mình để cho các bạn xem. Thì cái hay của cái cục này á, là nó giúp cho bạn có được một cái micro các bạn đeo trên người mà nó trông có vẻ nó thân thiện, ví dụ như mình đeo một cái micro có mặt mình đi. Hoặc là một cái logo giống như lần hôm nay bạn phỏng vấn ai đó hoặc là bạn đi làm chương trình á, bạn đeo một cái logo giống như thế này đấy. đưa vô. Đưa một miếng 500 vô phải hướng này mới đúng có hướng Saramonic họ hướng ra đấy bỏ vô cạch xong nó ừ. ừ. là một cái gì đó nó nhìn nó thời trang nó đẹp <laughs> thấy các bạn thấy không nhìn thời trang và khá là đẹp và nó sẽ giúp cho các bạn có cái đồ đeo đó thân thiện nhìn nó giống như là một cái huy hiệu gì đó ừ hoặc là các bạn có thể thử bạn đeo ở trên mình đeo cọng dây này nó hơi hơi vướng ha Vậy đi đó đó các bạn thấy không nó cái mặt rồi các bạn thấy không đó. nó nó cũng nó cũng dễ cho mình nhìn đó là khi mà cái mặt mình nó hướng lên được á thì tức là cái micro nó hướng về đúng à mình sẽ kiểm soát được cái micro đó nó hướng đi đâu rồi đó rồi đó là như vậy bây giờ, bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái thứ mà có trong hộp đi cái đầu tiên mà mình có thể nói là các bạn thấy là nó đúng rồi nó cái cái đồ để chúng ta gắn lên trên điện thoại ha rồi cái đồ để gắn lên trên điện thoại rồi cái này thì dễ rồi một cái con su để cho các bạn gắn như thế này đó các bạn thấy không gắn lên rồi cái nào không xài thì các bạn cứ để yên trên đây sau đó là các bạn gắn nó về đây à, chúng ta nên nên gắn đúng mặt thì nó sẽ dễ hơn các bạn nên gắn đúng cái mặt các bạn đọc được chữ á, thì khi các bạn coi cái màn hình nó sẽ dễ hơn rất là nhiều đây đó. rồi rồi cái nào không xài thì để lên đây còn ngay khi các bạn vừa lấy ra khỏi cái cục nhận này là nó sẽ ti được liền luôn. Còn cái cục xài thì chúng ta để đây. Đó. Rồi họ sẽ cho chúng ta 4 miếng 500. Thích để chúng ta muốn dán đâu dán. Những cái miếng này rất là chặt. Rất là chặt. Rồi. Rồi những cái miếng hít mà có kẹp để các bạn kẹp lên rồi các bạn kẹp lên các bạn muốn gắn các bạn muốn kẹp đi đâu các bạn kẹp nó sẽ tiện lợi nữa rồi hai cái miếng uh, hai cái windshield đây là hai cái miếng windshield mà các chúng họ cho mình một cái cộng dây cáp sạc rồi mình sẽ chỉ các bạn xài cái miếng windshield nè cái miếng windshield này nè các bạn thấy không nó sẽ có cái hai cái rảnh hai cái rãnh. Rồi, thì ở trên cái mic của mình, chỗ cái đầu mic ở đây nè, nó cũng sẽ có hai cái rãnh và các bạn chỉ cần gắn cái này vào trong hai cái đầu rãnh đó và các bạn sẽ xoay, phải xoay nha, thì nó sẽ không rớt. Chứ nếu không thì nó sẽ rớt rồi. Và nếu như các bạn gắn vô xong rồi thì các bạn nhìn cái này nó. nhìn nó ok đấy chứ nhìn nó cũng uh, gì đó ổn ổn như đó các bạn có thể custom một cái uh, một cái hình mà nó đội luôn được cái túm lông này luôn thì nó sẽ còn đẹp nữa đấy trong số các phụ kiện đi kèm con Saramonic Bling Mi này thì nó không có một cọng dây quan trọng đó là cọng dây mà 3.5 sang lining à với cọng dây này thì các bạn mới có thể kết nối được cái bộ nhận này trực tiếp vào trong điện điện thoại di động. Các bạn sẽ kết nối nó như thế này nè các bạn. Các bạn chỉ cần cắm nó vào trong cái uh, jack 3.5 output đó, đó cái jack bên tay trái. Rồi sau đó các bạn cắm trực tiếp vào trong cái điện thoại. Thì lý do mà tại sao họ không tặng kèm luôn á thì họ sẽ không biết được chính xác bạn sẽ dùng được cái mic này với lại iOS hay là Android hay là thiết bị của bạn là gì Thì nó sẽ cần cổng Lightning hoặc là cổng uh, USB-C Thì điều đó mình nghĩ rằng bạn sẽ phải mua để cho nó sẽ giảm thiểu những cái chi phí không cần thiết Và thật ra một cổng dây này nó khá là rẻ Cổng dây này mình mua có 150.000 Mình mua của SmallRig hoặc là các bạn mua có thể giá khoảng chừng 200 ngàn. Các bạn mua có thể Saramonic họ cũng có bán cục này luôn. Cho nên chúng ta chỉ cần mua một cọng dây giống như thế này là chúng ta đã có thể uh, xài rồi. À, rất là đơn giản ha. Rồi. Còn ngoài ra thì bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái ngoại hình của nó. Thì đối với lại con Saramonic Blink Me này thì các bạn thấy là nó sẽ là một cái thiết kế tròn. Một cái thiết kế tròn. Và nó sẽ có vát cạnh các bạn thấy không? Nó sẽ có vát cạnh ở đây. Ừ, rất là đẹp. Và bên hông của nó nó sẽ có hai cái nút. Một cái nút á là cái nút on off, nút power on off và cái nút thứ hai á là cái nút có chữ NR nè, là noise reduce. Là khi các bạn nhấn vào đây thì nó sẽ bật chế độ noise reduce. Cái noise reduce này nó không phải là lọc gió nha các bạn mà nó sẽ là lọc ồn, nó sử dụng cái gì đó lọc ồn và cái cách lọc ồn của nó là khá là hay. Lúc đầu đó, mình tưởng là nó sẽ set cái noise gate, tức là những cái nào mà nó dưới một cái âm lượng nhất định mà nó bị ồn thì nó sẽ cắt luôn. Nhưng không, nó sử dụng một thuật toán nào đó để nó có thể chống ồn và với cách chống ồn của nó thì các bạn vẫn có thể thu ASMR tức là các bạn các bạn có thể thì thầm như vậy các bạn mà mà cái mic này nó vẫn thu được. Đây là một trong những cái mà mình thấy đó. Nó rất là thú vị rồi ở trên con cục nhận của nó chúng ta sẽ có hai cạnh mà các bạn cần các cạnh mà các bạn quan tâm đầu tiên là cái cạnh có màn hình thì cái cạnh của màn hình đó, nó có một cái các bạn thấy nó sẽ kế bên đó, nó nhìn nó khá là giống nhau cho nên là ở bên hông nó sẽ có một cái chữ mũi tên để hướng lên để đảm bảo được rằng là khi bạn gắn lên trên cái màn hình các bạn gắn lên trên máy ảnh hay là cái uh, uh, hot su con su của cái kẹp đi kèm á để các bạn sẽ đảm bảo này nó Hướng lên rồi hai bên trái phải thì một bên thì nó sẽ có cái phần power và nút volume cộng trừ thì cái nút volume cộng trừ này nó sẽ tăng âm lượng đó không mình sẽ nói về cái âm lượng rồi cái nút ở bên ngược lại thì nó sẽ có cổng tai nghe để các bạn nghe cái mâm cổng usb sạc kim usb để kết nối và cái cổng mà để các bạn dẫn tín hiệu ra, các bạn nên nhớ cho mình là cổng tai nghe và cổng dẫn tín hiệu ra là hai cổng khác nhau. Các bạn không nên sử dụng cổng tai nghe để các bạn output ra tín hiệu máy quay, vì nó sẽ rất là noise. Các bạn chỉ có thể sử dụng cổng output của cái cục, cái cục này, cái cục input, cái cục output này nữa output này, này, sử dụng cổng này thì out ra các thiết bị thì nó sẽ nghe tí nó sạch hơn rất là nhiều rồi còn đối với lại bạn nào mà muốn dùng con này mà để mà quay phim hay là điện thoại chứ điện thoại á thì hồi nãy mình có nói nó có cái hot shoe như này đúng không? rồi chúng ta cắm nó lên, Ừ, nhìn rồi, rồi okay. cái, rồi chúng ta kẹp điện thoại của chúng ta vào, thì khi các bạn gắn cái điện thoại vào các bạn mở cái app Saramonic lên à cái app Saramonic lên thì ở phía dưới này nó sẽ cho các bạn cái phần audio và video thì đối với phần audio á, thì các bạn có thể các bạn chọn được cái input này ha các bạn có thể chọn được tất cả mọi thứ các suột để các bạn uh, record nó để thành một cái file audio thôi tức là dùng nó như là một cái giải pháp backup còn nếu như các bạn muốn dùng nó như là một cái giải pháp quay phim luôn mà các bạn đây từ, từ từ cắm vô đây xong rồi xong cái móng công dây này chúng ta cắm vào trong con iPhone và chúng ta chuyển sang cái một quay video à rồi khi bạn chuyển sang một quay video thì đây là giao diện quay video thì trên giao diện quay video này mình đang xài con iPhone 11 cho nên là nó sẽ khá bèo còn nếu như các bạn xài những con iPhone xịn hơn thì nó sẽ cho bạn quay 4K các kiểu luôn, đầy đủ. Rồi, and... Có read nè, các bạn có thể bật tắt read. Và đây là cái hay nè các bạn, các bạn sẽ thấy ở trên đây. Cái nút ở giữa nè, cái nút cái nút thứ ba từ bên trái sang. Nó sẽ cho phép các bạn chọn chọn cái audio thì các bạn chọn cho mình là cái audio input sụt đó cái audio input sột cái cái này nè, các bạn chọn là USB audio thì lúc đó toàn bộ cái âm thanh mà các bạn dùng trên con Saramonic Premier này nó sẽ đi thẳng vô video luôn. và tại sao chúng ta vẫn phải dùng cái app này để quay cái app này thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ cho các bạn cái để các bạn các bạn thấy ở dưới đó nó sẽ có bao gồm là noise reduction nè, cái là chống ồn nè và cái voice enhance là nó sẽ tập trung vào cái voice của chúng ta và nó sẽ cho phép tinh chỉnh lâu mươi 75 hạt để loại bỏ những cái tiếng ồn do cái âm thanh trầm nó gây nên à, và các bạn có thể chỉnh gain được của cái mic không phải là chỉnh gain xin lỗi các bạn nó phải là chỉnh gain mà là chỉnh cái cái level vào thì các bạn lúc đó các bạn sẽ thấy rằng khi mà mình im lặng á cái thanh picking bên tay bên tay trái các bạn nhìn nè nó nó nhảy rất là nhỏ nó nhảy rất là nhỏ đây alo 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 các bạn nói gì thì nó mới nhảy nè còn giờ mình im lặng nè, nó sẽ xuống nè. Nó xuống nó là nhỏ nhất rồi, không nhỏ nữa đâu. Và bạn cũng không nghe thấy được gì nữa đâu. Nếu như các bạn quay thì nó khá là đã. Nó có thể đổi camera trước và sau liên tục. Và thậm chí là nó có thể chèn cả hình vào trong cái video này luôn. Cho nên mình thấy nó là một cái gì đó, nó rất là xịn. Các bạn hoàn toàn, các bạn có thể thay đổi cái uh, cách quay là 720 rồi HD 1080 hoặc là 4K đấy nó có rất là nhiều thứ rồi các bạn có thể chọn luôn cả frame hình full 16 9 4 3 hay 1 1 giúp cho những bạn nào mà làm video frame chọc hay là up lên trên Insta tiktok hay YouTube gì đó nó đều có cái sự dễ dàng của nó rồi Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần hướng dẫn sử dụng cái app ha rồi khi các bạn mới các bạn mua về con này lần đầu tiên á thì sẽ, các bạn sẽ phải download cái app ở trên App Store về iOS hay là Android thì nó đều có hết. Thì sau đó các bạn sẽ bấm vô cái nút dấu cộng ở trên đây. Ở trên cùng bên tay trái dưới nút search đó dấu cộng bạn bấm vô dấu cộng ừ. Rồi để mình kiếm kiểm kiểm tra coi có cách nào để cho các bạn nhìn dễ hơn không. Đây. Dễ hơn chưa? Ừ, ok. Dễ hơn rồi. Rồi thì các bạn sẽ nhấn vô dấu cộng. Thì khi các bạn nhấn vô dấu cộng đó, thì các bạn nó sẽ như thế này nè các bạn. Mình disconnect cái Bluetooth này đi. Rồi. Nó, lúc nào nó cũng có Bluetooth nó luôn luôn chạy ngầm Khi mà các bạn không kết nối với bất cứ gì hết Nó sẽ có Bluetooth luôn luôn chạy ngầm Thì các bạn bấm vào dấu cộng Sẽ có các bạn bấm vô cái searching Bluetooth Sau đó là các bạn chọn cái Bring Me Đây mình có thứ hai bạn riêng mi thì cái nào gần nhất là mình chọn view đó vậy thôi chỉ đơn giản chỉ đơn giản vậy thôi thì nó sẽ ra giao diện điều khiển và ok và đến chỗ này rất là nhiều bạn mình cam đoan với các bạn là khi các bạn coi video này Đến đây các bạn sẽ hỏi mình là làm sao em kết nối được Em không kết nối được cái này, cái này, nọ, lọ, chai Thứ nhất, một, đối với bạn nào mà được đưa sản phẩm là con Saramonic Mà phiên bản dành cho báo chí á Thì con này là hàng Sample Và hàng Sample này nó không chạy được ở trên iOS Lý do đơn giản thôi các bạn Ceramic là một hãng test từ nhà máy chuốc mà. Thì các bạn cũng biết rồi đó. Thế trên cho nó là nó phiên bản sample đựng trong cái hộp dành cho báo chí, không xài được trên iOS. Các bạn sẽ phải kết nối bằng Android. Và kể cả khi bạn kết nối bằng Android thì bạn cũng rất là khó đưa cái hình của bạn vào trong cái uh, vào trong cái màn hình này. Đấy, hôm qua mình test cả buổi và mình phát hiện điều đó để mình nói với các bạn biết nếu như mà các bạn nhận được một sản phẩm mà nó không kết nối được thì đó là do sản phẩm của hàng Sample và bạn nên đi đổi trả lại. Và các bạn, rồi, tiếp theo nữa một cái các bạn cần phải chú ý, tiếp theo vô cùng quan trọng, đó là cái, mình không hiểu là tại sao nhưng mà cái Saramonic này là bạn cần phải có email. À, bạn phải có email. Và cái email đó thì bạn phải, link được cái email vào trong cái account này có nghĩa là bạn đăng ký account bằng cái này thì bạn hãy dành ra khoảng chừng đâu đó 10 15 phút để đăng ký account ha. Thì cái đăng ký account nó dễ lắm các bạn cứ nhập email vào các bạn bấm get code thì code nó sẽ gửi về cho email các bạn nhập vào. Và sau khi các bạn nhập vào xong á thì các bạn sẽ xuống dưới các bạn bấm vô change password. Rồi các bạn bấm vô change password xong thì nó sẽ cho các bạn các bạn lại get code một lần nữa để các bạn verify là các bạn bạn đang thay đổi password và bạn nhập password vô. Vậy là bạn sẽ đăng ký được một cái tài khoản có email và nó có password và lần sau các bạn nhập vô bất kỳ một cái máy nào đều vậy. Thì đó là một cái nó hơi uh, hơi không được khô. Mình không hiểu là tại sao là phải ép người dùng nó khó khăn như vậy tại vì nếu như bạn không link, bạn không link được chính xác cái thiết bị bling mi này với cái account người dùng thì bạn sẽ không có cách nào các bạn điều khiển được nó uh, bằng cách là chuyển hình qua, có nghĩa là không chuyển hình qua được. Đó vậy thôi. Còn nếu như để bình thường thì vẫn xài bình thường được như bình thường. Còn nếu mà bạn muốn có những cái custom mà xếp chép hình qua hay này kia thì bạn phải có cái uh, kết nối với lại cái email và cái đăng ký email thì thông qua Do mình vừa xài bản sample và mình vừa phải đăng ký email nó mất của mình đâu đó khoảng nửa tiếng. Để ngồi nghiên cứu và mình phát hiện ra bản sample đó nó không chạy được trên iOS. Rồi bây giờ mình sẽ nói cho các bạn một số thứ cần làm như sau. À, về cách hướng dẫn sử dụng, nó rất là đơn giản. Các bạn bấm giữ cái nút Power thì nó sẽ tắt. Bấm giữ nút Power thì nó sẽ mở. Còn nếu như bạn bấm nút Noise Reduce thì các bạn sẽ thấy cái chỗ mà cục bên đây dễ nhìn ha. Nè các bạn sẽ thấy cái cục Noise Reduce nè Bấm vô Tắt Noise Reduce Mở Noise Reduce Thì cái việc tắt mở này nó sẽ giúp cho chúng ta ngay lập tức Ngay lập tức chúng ta sẽ tắt mở cái chuyện mà khử Noise Rồi còn mà các bạn bấm vô hai lần Là nó sẽ record Bấm nhanh hai lần cái nút vàng á Thì nó sẽ tắt record các bạn thấy không Bấm nhanh hai lần nút vàng thì nó sẽ Record Ngắt đi nó sẽ không record Vậy hỏi nó record lên đâu? Thì bản thân con Saramonic Blink B2 này nó có bộ nhớ, cho nên nó sẽ tự record lên bộ nhớ và việc của bạn là bạn sẽ chỉ cần cắm dây USB vào trong cục này để bạn lấy cái ra thôi. Và nó sẽ có hai bộ nhớ luôn nha các bạn. Mỗi một cái cục nhận, mỗi cục phát này nó sẽ có bộ nhớ riêng, có nghĩa là bạn sẽ có hai bộ nhớ riêng. Thì mỗi một cục này nó sẽ có cho bạn là được 22 giờ ghi ghi tiếng và với 22 giờ ghi tiếng đó thì bạn sẽ có mỗi cục 22 giờ thì bạn sẽ có tổng cộng là 44 giờ. Thì bạn muốn chép cái âm thanh nào ra thì bạn phải gắn cục đó lên trên cục nhận giống như thế này. Rồi sau đó bạn mới cắm vô máy tính thì nó sẽ mở lên giống như là cái ổ cứng, một cái ổ thẻ nhớ bình thường thôi. Rồi còn khi mà các bạn vừa bấm ra luôn, vừa rút ra. Hỏi là tại sao phải cần chức năng đó? Vì cái chức năng này nó hay ở chỗ là ngay khi các bạn bấm ra á, các bạn khi mà các bạn đứng từ xa các bạn quay không biết rằng ở bên máy kia nó có kết nối hay không thì các bạn nhấn đúp vô đây các bạn nhấn nhanh hai cái này để nó ghi âm thì cho nó sẽ dễ hơn rất là nhiều và tránh tình trạng là chúng ta sẽ không nhận được âm thanh Đó. rồi một trong những cái tiếp theo mà các bạn cần biết nữa là trên đây đây khi các bạn cầm các bạn vuốt như thế này đó các bạn cầm các bạn vuốt Thấy không? đây đây nó là như thế này rồi đây là màn hình chính của nó ha các bạn vuốt xuống thì nó sẽ có cái giao diện như thế này cho các bạn chỉnh đây là mute nè, mưu tiến nè bấm là record nhanh nè rồi cái này là power saving còn cái này là on way on tức là màn hình nó cũng sáng rồi cuối cùng là nó sẽ có một cái định giờ sau bao nhiêu lâu thì nó sẽ tắt rồi mình thì thích on way on ở đây là để dành cho chúng ta vừa làm vừa nhìn ha rồi trong cái setting này á, thì nó sẽ cho phép các bạn pair Thì mở ra mặc định nếu như mà không pair được á, thì các bạn phải pair với lại cái cục nhận của các bạn Bấm vô cái này pair là dễ lắm Language Thì hiện tại nó đang có nhiều phiên bản Tiếng âm thanh ở đây Và nhà sản xuất họ nói với mình rằng Cái phiên bản mà các bạn mua phiên bản thương mại sắp tới Là phiên bản chắc chắn 100% Sẽ có tiếng Việt đó là dành cho thị trường Việt Nam còn cái cục mình đang cầm ở đây hình như là của Singapore hay sao á Cho nên là nó không có tiếng Việt Rồi Quay trở lại ở đây Thì khi các bạn đó kéo từ trên xuống để giao diện à, tương tác Còn kéo từ dưới lên nè Thì sẽ có on board recording Thì trong on board recording á Cho có phép các bạn chỉnh là auto recording Rồi sau đó là Road Protection Có nghĩa là bạn sẽ không thể nào bạn xóa bản ghi được rồi auto recording có nghĩa là để đó là khi nào mà nó có âm thanh hay có cái gì đó thì nó sẽ tự động, nó sẽ ghi luôn hoặc là vừa tháo ra ghi thì nó sẽ ghi luôn. Rồi bit depth thì cho các bạn chọn 16 bit hoặc là 24 bit. Rồi noise reduction thì trong cái noise reduction này á, thì nó sẽ cho phép các bạn chọn original sound hoặc là noise reduction ở trên đây thì cái này bấm nút là xong rồi không cần phải chọn nhiều rồi TX gain đây là một cái mà các chúng ta nói là bạn phải học ở trên cái micro cái phần cục phát này nè thì nó gọi là gain tại vì nó sẽ bơm điện ra trong cái micro các bạn nhìn ở đây thì khi nó bơm điện ra micro đây thì nó sẽ cho phép các bạn nhạy nhận âm thanh nó nhạy hơn nên nó gọi là gain rồi đây là gain thì cờ này bạn có thể chỉnh gain tăng hoặc giảm tùy theo cái âm lượng của môi trường thì đối với lại cái phòng trong nhà mình á, mình sẽ để gen là cộng 3. Rồi và quay trở lại bên cục phát à bên cục phát các bạn thấy không? Đây bên cục nhận không? Đây là cục phát nè, đây là cục phát mình đã chỉnh gen là cộng 3 và quay trở lại bên cục nhận. Thì các bạn thấy bên cục nhận các bạn. Rồi. Ừ. Rồi bên cục nhận thì các bạn thấy nè, cục phát 1 gen là cộng 3 và các bạn thấy ở đây nó ghi là cộng 12 không? Cái cộng 12 này là gì các bạn? Thì các bạn nhấn cộng trừ ở đây nè. Các bạn nhấn cộng trừ ở đây các bạn thấy con số 12 nó nhảy nè. Mình đang trừ xuống. Thì cái trừ ở đây nó không phải là GEN nữa rồi mà nó là VOLUME PICK. Mình sẽ giải thích cho các bạn lý do như thế này. Khi mà cục nhận, nó nhận âm thanh của cục phát. Thì cái tín hiệu âm thanh của cục phát cục nhận à, Cục nào cũng vậy được, ở thời điểm hiện tại là nó khác nhau hết. Những gì các bạn xài nó đều khác nhau hết. Đối với lại cục phát á thì nó sẽ nhận âm thanh, nó sẽ ghi âm ở cái âm thanh là analog. Cho nên là khi các bạn chỉnh cái nó gọi là gain thì nó sẽ thay đổi cái tín hiệu analog đầu vào và sau khi nó nhận xong tín hiệu analog đầu vào thì nó sẽ chuyển hóa hết tất cả những tín hiệu analog đó thành digital. Và khi digital đó thì nó mới chuyển từ digital sang bên cục nhận được. Và cục nhận sau khi nhận xong tín hiệu digital đó thì nó đã xong rồi Các bạn không có can thiệp vào gain của cái digital đó nữa Và các bạn muốn âm thanh nó to hay nhỏ thì các bạn chỉnh là chỉnh cái volume picking Đó nên cho nó chỉnh cái này volume lên là nó sẽ lên ừ. Rồi đó là cái mà chúng ta cần phải hiểu về volume và gain là hai thứ nó khác nhau thì khi các bạn cầm lên thì chắc chắn các bạn sẽ thấy là hai cục nhận và hai cục phát á, cục nhận và cục uh, cục nhận phát nó khác nhau không nói đi như vậy nói hai cục phát đi. Đây hai cục phát. Thì các bạn thấy là hai cục phát nó đều có phân ra là cục 1, cục 2 hoặc là cục trái, cục phải để làm chi để chúng ta biết được chính xác là cục nào đang thu âm thanh gì. Tại vì sao? Tại vì ở trên đây nè, nó sẽ cho phép các bạn thu ba kiểu. Rồi, mình lấy ví dụ trên đây. Rồi các bạn thấy uh, cái, uh, cái cái cách thu không? Kéo xuống, record mode, bấm vô. Thì nó sẽ có những chức năng sau đây, một stereo. Nó có ba cái, một là mono. Mono tức là cho dù các bạn thu bằng hai cái mic đi nữa thì nó cũng sẽ ép về một kênh duy nhất và giống nhau. Và các bạn thật ở đây là bạn không còn can thiệp được gì nữa. Cái thứ hai là stereo thì đối với stereo tức là mỗi một cái cục phát nó sẽ nằm ở trên một kênh khác nhau. Thì về thì nghe mọi người sẽ ủ vậy thì nghe nó kỳ một cục trên trái của bên phải không phải mục tiêu của làm như vậy á là để cho việc về bạn có sẽ có hai kênh âm thanh độc lập và sau đó các bạn hậu kỳ nó riêng rồi tiết mục tiếp theo là một safety channel cái mục này bạn vẫn dùng để thu âm cho một người duy nhất thôi nhưng mà sẽ có một cái kênh nó sẽ lớn hơn cái kênh bình thường là để cho cái âm thanh của bạn nó an toàn đó là cái cách mà mình khá là thích ở trên đây trước đây khi mà làm á nó chỉ có mono hoặc là stereo thôi Bây giờ nó có thêm cái safety channel Nó rất là hay, nó rất là tiện luôn Phần lớn những người người ta mua Con Saramonic BlinkMe này á, Là vì nó có thể đổi được Cái hình nền trên con mic này Để nhìn cho nó cá nhân hóa Vậy làm sao để đổi Thật ra ở trong cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng á, Nó có ghi hết rồi Nhưng mà video này mình chỉ các bạn nhanh thôi Nếu như các bạn chưa có hình nền của các bạn vào á Thì các bạn sẽ nhấn giữ Cái hình nền ở đây nhấn giữ à, thì nó sẽ cho cái khung nhỏ lại và các bạn chỉ cần quẹt lên quẹt xuống để các bạn lựa hình nền thôi. thì đây là những hình nền có sẵn. À, còn bạn muốn có hình nền của riêng bạn á thì bạn sẽ phải rồi uh, mình nói mình chọn cái này đi rồi đây là cọc cục số 2 à rồi và bây giờ mình chọn hình nền của riêng mình đi thì mình sẽ vào trong cái app saramonic mình bấm vô mình thấy nó sẽ nhận rồi khi mà các bạn vào giao diện của trong con Saramonic á, ở trên cái app á, thì các bạn sẽ thấy có cái RX, TX1, TX2 thì bạn muốn đổi giao diện của cái hình nào thì các bạn sẽ chọn cái đó thôi. Thì mình đang cần đổi giao diện của con TX2 các bạn thấy không? Đây có số 2 kế bên chữ M á. M là mono ha. Số 2. Rồi mình thì lúc đó mình sẽ bấm vào trong cái màn hình số 2 rồi sau đó mình sẽ chọn những cái hình nền nào mà mình thích thì ở đây mình đã tạo ra hai cái của mình rồi còn nếu như chúng ta muốn tạo ra một cái khác thì chúng ta bấm cái user define nè các bạn bấm cái user define sau đó là các bạn sẽ chọn select from album rồi các bạn sẽ chọn cái hình mà các bạn thích bất cứ tấm hình nào đều được hết ví dụ như mình chọn tấm hình này rồi thì nó sẽ cho cái khóc góc tròn lại các bạn chỉ cần Bấm qua lại rồi sau đó các bạn nhấn nút Next Rồi khi các bạn nhấn nút Next xong Thì chỗ này cần bấm vô đây cho các bạn dễ nhìn nè Rồi khi các bạn bấm nút Next xong á, Thì nó sẽ cho các bạn chọn cái giao diện hiển thị của cái hình nền này Các bạn có thể chọn đó. Hiển thị như thế nào Thì mình thấy cái nào mà nó không có che mặt mình thì mình chọn Như hình mình đang thấy Cái này bị che mặt nè Còn cái này là đúng nghĩa là logo luôn nè rồi mình thấy cái này không che mặt nè, mình apply. Sau đó là nó sẽ chạy. Các bạn thấy không? Nó sẽ chạy phần trăm. Và sau đó chúng ta đợi trên đây. Xong, thấy rồi, đơn giản. Đấy, cực kỳ đơn giản và thế là chúng ta đã có một cái hình nền cá nhân hóa của riêng chúng ta. Rồi, nó vô cùng đơn giản vậy thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái thông số kỹ thuật của con này cái đã. Cái thông số kỹ thuật là một cái mà các bạn phải quan tâm. Rồi, bây giờ nói về cái thông số kỹ thuật của con Saramonic Blink Me này. Thì đây, chúng ta đang có cái bảng ở đây. Thì với cái bảng mà mình đang nhìn thấy ở đây đó, đầu tiên nha là nó sẽ cho phép các bạn thu âm đa hướng. Nói về thu âm đa hướng thì các bạn chỉ cần để bất cứ ở đâu thì nó cũng thu âm được thôi. Cái đó nó bình thường nhưng mà cái dòng quan trọng nhất mà các bạn đang cần phải xem đó là hai cái dòng là signal to noise ratio lớn hơn 80 dB và cái maximum SBL nó là 110 dB. Cái này nó vô cùng quan trọng các bạn. Nó quan trọng ở chỗ này nè. Đó là đối với lại các mic không dây mà các bạn đeo lên trên áo trước đây á. Thì nó sẽ có cái mắt SPL rơi vào tầm đâu đó là 100 dB. Thì khi 100 dB lên tới 110 dB, các bạn nghĩ là 10 dB nó không nhiều hả? Không có đâu. 110 dB nó gấp 100 lần so với 100 dB. Nhớ ha. Nói bậy 110 dB nó gấp 10 lần 100 dB. Xin lỗi các bạn. 110 dB nó gấp 10 lần so với 100 dB. Đó là, cho nên là các bạn thấy là khi mà tăng thêm 10 dB thôi thì nó đã giúp cho các bạn là có thể nói mà không có bị vỡ tiếng Mọi thứ nó rất là nó rất là đã. Cái có một cái mà mình không thích ở cái con Saramonic Blink Mi này đó là tiết kiệm quá tại sao trên đây không cho phép mình có thêm một cái ngõ input vào nhưng mà mình nghĩ thế này bản thân con này á bản thân con này nó có cái màn hình đẹp như vậy thì ai đâu muốn giấu trong quần đúng không ai muốn đâu muốn giấu đi người ta muốn khoe cho nên việc nó không cần một cái dây micro là chuyện bình thường. Cái tiếp theo nữa là trong quá trình mình test thì mình đã test được ra được rằng cái micro trên con Saramonic BlinkMe này nó có cái tun âm khá là tốt nha. Nó tốt hơn rất nhiều so với việc các bạn mua bất kỳ một cái dây cài áo nào các bạn xài. Ví dụ... khi các bạn mua bất kỳ một cái mic nào mà nó rẻ rẻ tiền chút xíu người ta cũng hay cho bạn những cái mic cài áo giống vậy những cái mic cài áo này lúc trước là mình cũng mua cũng con Saramonic Monic uh, Bling uh, Bling 500 Pro thì những cái mic này nó nghe chất lượng không bằng luôn cái mic capsule mà có sẵn trên con Bling Mi này nên không phải ngẫu nhiên mà họ triệt tiêu luôn cái lỗ 3.5 không cho phép bạn xài thêm mic cài áo và à, giá nó 6 triệu rưỡi tất nhiên giá điều nằm ở dưới uh, của chúng ta nha giá điều nằm phần mô tả rồi bây giờ chúng ta mình mới nói tiếp câu chuyện là vậy thì cái mic này tại sao nó lại không cần phải uh, có cài cài thêm mic, mic rời với bạn Tại vì á đối với mình nha, nếu mà mình muốn gắn thêm một cái mic dây cài áo rời để mình xài á thì cộng dây đó nó sẽ một là cộng dây của Sennheiser hoặc là cộng dây của DBA hoặc là cộng dây của Shure thì mỗi một cộng dây mic cài áo của ba hãng đó đó thì nó đã có giá khoảng từ 200 cho đến 400 đô rồi, tức là nó bằng luôn nguyên bộ này rồi. Các bạn thấy có ai muốn dùng nguyên bộ này không? mà cắm cái cọng dây đâu không? Không ha, cho nên là triệt tiêu luôn là tốt. Còn nếu mà sử dụng bộ này mà gắn với lại những cái mít cài áo cùi cùi thì nó làm giảm giá trị của cái này đi rất là nhiều cho nên là triệt tiêu luôn là cũng tốt. Thì mình sẽ để cái sao test ở cuối video để cho các bạn nghe. Nó có những cái trường hợp sao test khác nhau. Còn đối với lại cái bộ này, mình nghĩ rằng đeo nó thành một cái huy hiệu khá khá là đẹp. Đó. Rồi, đó là về mặt thông số kỹ thuật có hai điều các bạn cần phải là quan tâm đó là maximum SPL và sensitive uh, và signal to noise ratio nó còn một cái nữa mà mình cũng khá là bất ngờ đó là cái sensitive cái sensitive thì thường những con mic mà cài áo như thế này nè nó sẽ để cái độ nhạy khoảng đâu đó là trừ 34 thì con này để độ nhạy thấp xuống luôn là trừ 39 thì từ 34 cho đến trừ 39 dB thì nó cũng khá là cách biệt các bạn đừng thấy độ nhạy thấp là tại nha. Độ nhạy thấp đối với những cái mic mà can đảm đủ đưa xuống độ nhạy thấp. Tức là nó rất là tốt bằng cách nào mà nó tốt các bạn biết không? Tại vì đối với độ nhạy thấp đó, thì các bạn để gần mình này nè. Thì các bạn sẽ không thu được những cái... Bạn sẽ loại bỏ rất là nhiều cái âm thanh tạp âm ở môi trường. Các bạn chỉ thu được cái tiếng của các bạn thôi. Thì đó là lý do tại sao mà mình thấy cái mic này nó ở mức trừ 39 dB. Nó là một cái gì đó rất là tuyệt vời. Nó là một cái gì đó rất là tuyệt vời. Và con Saramonic Monique Me này nó khắc phục được cái nhược điểm mà trước đây mình xài cho con Bling 500 á. Đó, đó, là bằng cái gì không? Đồ trải. Đối với lại con Bling 500 á, nó có một cái đồ trải nhỏ mà khi mình nghe monitor mình khó chịu lắm. Còn đối với con này thì nó là real time. À, đối với lại con Saramonic Monique Me này thì đồ trải nó là bằng không nó là zero. Hoặc là nó vài mili giây mình không nhận ra được luôn. Nên như đó khi mình cắm tai nghe kiểm âm vào trong cái này mình nghe đồ trải nó rất là ok Còn cái chất giọng thì cứ để cuối clip mà nghe các bạn ha Ở đây thì mình muốn nói với các bạn đó là cách mà chúng ta đeo cái mic không dây á Hoặc là cái đeo cái mic cài áo á Mà mình thấy rất là nhiều bạn xài bị sai á Sai một cách trầm trọng luôn mà mình chỉ các bạn như thế này Có phải là các bạn hay đeo mic cài áo các bạn sẽ có xu hướng muốn là Cái mic này nè càng sát trên đây là càng tốt không? Không nha Bỏ cái tật đó nha Sai Tại vì khi các bạn càng đeo những cái mic càng á mà các bạn đeo càng sát á thì nó sẽ lấy cái phần âm thanh ở dưới cái khoang miệng này nè. Thì cái dưới khoang miệng này là cái góc chết. Tại vì ở cái miệng của bạn nó phát ra âm thanh thì cái âm thanh nó nằm ở vùng này. Và với âm thanh nó nằm ở vùng này và nó cộng với cái tiếng vang đi lại mà các bạn để ở đây thì nó giống như là các bạn đứng vào bức tường các bạn nói chuyện thì nó âm thanh nó sẽ bị nghẹt. Và cho nên á các bạn sẽ nhìn thấy á, những người mà làm âm thanh chuyên nghiệp á thì họ sẽ thường để cái mic không dây á họ sẽ để cách cái miệng của chúng ta khoảng đâu tầm 25 cm bàn tay của mình là 22 cm thì mình để mình để thẳng miệng mình lên mình để lên thì nó sẽ khoảng 25 cm và cái đầu mic á nó hơi hướng ra ngoài chút xíu thì nó sẽ lấy được cái khoảng không gian âm thanh ở phía trước này thì âm thanh nó sẽ hay nhất và đẹp nhất cái thứ hai nữa các bạn đừng có sợ là nó nhỏ tại sao các bạn ở đây trong một cái không gian studio thì mình thu âm mình mới để cái micro nó gần như thế này. Nhưng còn nếu như mà khi mà mình đi ra ngoài. Mình đi ra ngoài mình nói cái giọng của mình nó bản thân cái giọng của mình nó cũng phải thắng được cái yếu tố môi trường cho nên nó sẽ phải như thế này. Nó sẽ hơi hướng ra như này. Và mình nói hoàn toàn bình thường nó nghe nó sẽ hay hơn rất rất là nhiều. Cho nên mình sẽ làm bài test đó ở phía cuối video để các bạn nghe những trường hợp của cái mic đó như thế nào và một trong những cái mà mình nghĩ là cái này là Andrew, Fly, and Andrew sẽ thích là cái tật cứ thích cầm một cái mic nho nhỏ để ghi âm thì bản thân con saramonic này nó sẽ có cái nhỏ là còn nó còn có cái logo đẹp đẹp nữa và các bạn hoàn toàn các bạn có thể cầm như thế này để các bạn ghi âm các bạn chỉ cần lóc cái màn hình khóa là các bạn khóa màn hình lại cho đừng có chạm lung tung thôi và thế là các bạn có thể sai ý không? đọc giọng 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 con này nếu như các bạn để một cự ly thích hợp mà các bạn thu postcard nó cũng hay lắm đó. không đùa đâu rất là đã rồi video này tới đây review như thế này đã đủ dài rồi và nó là một thứ mà mình nghĩ rằng đây là một chiếc mic đẹp bạn có thể mua nó ở với đường link mô tả ở dưới video và còn bây giờ các bạn hãy nghe thử những âm thanh mà con Saramonic Bling Mi này nó thu thử nha đây là Saramonic Bling Mi và mình đang thử nói nó ở một cự ly là khoảng tầm 10 cm và cái giọng của mình nói rất là nhỏ nó nhỏ và để cho nó tự động auto lên trên con iPhone 11 Pro Max để xem coi nó sẽ như thế nào cái khi mà bạn gắn vào trong iPhone á thông qua một cổng cáp Lightning á thì iPhone nó sẽ tự động cân chỉnh cái âm lượng của cái mic này và nhưng mà nó vẫn có một cái thanh để cho bạn kiểm soát âm lượng để nó không bị vượt quá cái ngưỡng rồi còn nếu như bạn muốn đưa nó về cái giọng mà chúng ta thường nói khi chúng ta phòng bình thường thì đây thì ở cự ly này thì mình sẽ cần nói lớn hơn một chút xíu để nghe xem cái giọng của chúng ta ở trong một cái phòng như thế nào bình thường thì trong cái phòng của mình đó, nó có một cái máy lạnh các bạn thấy không cái bạn phía sau nó khá là ồn và khi mà chúng ta bật noise reduce lên bật lọc ồn lên thì nó sẽ có thể thử hết tất cả các tiếng ồn mà nó vẫn giữ được cái giọng của mình <laughs> thử một cái khác là chúng ta dùng nó để làm postcard thử xem tức là chúng ta sẽ để cố gắng để thật gần và nói nhỏ nhẹ tình cảm nè à, bây giờ á thì mình đã để cái Saramonic Bling mi nó ở sát miệng luôn nó cách miệng khoảng đâu đó có 4-5cm thôi và chúng ta tránh cái hướng mà âm cái hướng gió có thể thổi vào hay là cái hướng chúng ta thổi vào cái chúng ta để nghiêng qua một bên và bây giờ chúng ta sẽ lên trên máy tính chúng ta nghe thử xem âm thanh của nó như thế nào để biết đâu cùng một chiếc mic các bạn có thể được thu vlog làm phỏng vấn hay là kể cả ทูบอสกัต